Chào mừng các bạn đã đến với bản tin showbiz 24 giờ trên kênh ống kính Hậu Trường. Mới đây, Hậu Trường ghi hình 7 nụ cười xuân với sự xuất hiện của ST Xuân Thành đã được tung ra. Không rõ nam ca sĩ sẽ giữ vai trò gì trong các tập phát sóng tới, nhưng trong Hậu Trường, ST cùng Lan Ngọc, Thúy Ngân quyết định quay clip TikTok nên tranh thủ thời gian để tập luyện. Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi, Lan Ngọc là người hướng dẫn cho ST lẫn cô em gái Thúy Ngân. Biểu cảm hài hước của cặp đôi khi nhảy chung với nhau, đặc biệt là vòng eo thon gọn với cơ bụng của Lan Ngọc khiến fan suýt xoa. Trong khi đó, ST Xuân Thạch trở về từ một chương trình truyền hình cũng có vẻ ngoài rắn rỏi, khỏe khoắn hơn. Mỗi lần quay xong, Lan Ngọc và ST sẽ xem lại một lượt hoặc sửa đoạn nào để điều hơn. Ship couple nhiệt tình nên mỗi lần xuất hiện cùng nhau, ST, Lan Ngọc thu hút sự chú ý. Thúy Ngân cũng góp mặt trong clip này. Nếu ST, Lan Ngọc là cặp đôi có những clip cover thu hút tương tác khủng trước đó, thì Lan Ngọc Thúy Ngân cũng không kém cạnh. Kể từ khi đi ghi hình Running Man Việt Nam ở Hàn Quốc về, bé Nớp và Hoa Săn Mồi có nhiều đoạn clip nhảy hoặc bắt trend cực đáng yêu. Trước đó, bộ ba đã tập nhảy với nhau trong phòng trang điểm. Ngoài ca hát, Nọc Nọc rất có đam mê vũ đạo nên hệ có trend cover nào mới, cô sẽ tham gia ngay và khiến fan thích thú, bởi có lúc, nữ diễn viên cho ra loạt khoảnh khắc lầy lội. Sau khi tập nhảy tráng chê, cả ba quyết định ra sân khấu để quay clip TikTok. Hài hước ở chỗ, lúc này Trương Thế Vinh và Lâm Vĩ Dạ đang đứng trên sân khấu, nhìn ba người em của mình bày trò mà không nhịn được cười phải ngừng quay. Đề nghị ekip dọn dẹp những con người hỗn loạn này đi, không có quay được. Lâm Vĩ Dạ bức xúc với hội đàn em siêu nhây này. Cũng trong hậu trường, hai chị em Lan Ngọc, Thúy Ngân thân thiết, đi cùng nhau không rời. Cả hai còn tung hẳn vũ điệu hớt tóc phiên bản quần quại. Tuy nhiên, vì quá chú tâm, hai chị em nhiều lúc chệch nhịp nên phải quay lại từ đầu. Đây không phải là lần đầu tiên, fan bật cười với những clip TikTok nhảy nhót tưng bừng, nhưng không kém phần lầy lội của Lan Ngọc với ST Xuân Thạch hoặc với Thúy Ngân. Có thể nói, Nọc Nọc là một trong những diễn viên chăm chỉ cover các điệu nhảy nhiều nhất và cô cũng thường xuyên khoe với fan. Trong khi đó, Thúy Ngân cũng không hề kém cạnh. Nữ diễn viên sở hữu kỹ năng nhảy thượng thừa và thời điểm sang Hàn Quốc ghi hình, cô có nhiều đoạn clip thú vị gây thích thú cho fan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin showbiz 24 giờ trên kênh ống kính Hậu Trường. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!